Xin kính chào quý vị đại biểu. Tôi rất là vinh hạnh được ban tổ chức cũng như là FPT cử để có thể có một số chia sẻ ngày hôm nay. Thì năm 2017 khi tôi về đồng hành với tập đoàn FPT thì tôi có số cái trình bày về đô thị thông minh cũng ngay ở Hà Nội trong sự kiện là Industry 4.0. Năm 2017 là một đánh dấu một năm rất là thú vị, là chúng ta đón cái làn sóng về cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và lúc đấy chúng ta cũng có một cái băn khoăn, một lúc chúng ta nghe về cả thành phố thông minh, chúng ta nghe về cả chuyển đổi số, chúng ta nghe về cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vậy những cái này nó đang diễn ra rời rạc hay là nó diễn ra chồng chéo lẫn nhau vân vân? Nhưng mà sau 5 năm, hơn khoảng 6 năm vừa rồi, chúng ta đã hiểu rất nhiều vấn đề. Thì cái bài trình bày ngày hôm nay, chúng tôi đại diện ở phía bên doanh nghiệp như là VNPT, như là Viettel, thì FPT cũng đã đồng hành với Hà Nội, đồng hành với Việt Nam và rất nhiều tỉnh thành trong chuyển đổi số, trong phát triển xây dựng đô thị thông minh cũng như là chính phủ điện tử, và ngay cả các mạng công nghiệp điện tử. Tôi xin trình bày ở đây một góc nhìn, một cái point of view mang tính chất hướng về phía trước. Thì trong cái bài trình bày này tôi không có agenda, tôi chỉ đi qua một cái câu chuyện để chúng ta nhìn về phía trước. Vậy phía trước của chúng ta là gì trong vòng 20-30 năm nữa? Tại vì rất nhiều các vị lãnh đạo ở đây cũng đã trình bày về cái việc chúng ta đã nhìn nhận ra cái việc tích hợp cũng như là song hành giữa công tác quy hoạch của một đô thị với phát triển đô thị thông minh thì nó mang lại cái lợi ích lâu dài như thế nào. Thì trước hết tôi xin đưa lên một cái bức tranh, đó là cái cách FPT, cách chúng tôi, cái tổ chuyên gia của chúng tôi ở FPT nhìn nhận cái chiến lược, cái chương trình chuyển đổi số quốc gia nó có cái tương quan như thế nào với chuyển đổi xã hội, chuyển đổi kinh tế, chuyển đổi ngành cũng như là chuyển đổi cả chính phủ và chính quyền địa phương. Đấy là ba cái cuộc chuyển đổi số chúng ta xác định rất là rõ ở trong rất nhiều cái văn bản, nghị quyết và các cái quyết định, các kế hoạch rồi. Và chúng tôi ngay từ đầu, ngay cách đây 6 năm, chúng tôi đã đưa một cái trụ cột nữa vào trong bức tranh chuyển đổi số, vì chúng tôi xem là xây dựng đô thị thông minh, xây dựng vùng thông minh, xây dựng các cái hành lang thông minh, đó là chuyển đổi số của đô thị, đó là chuyển đổi số của các không gian, trong đó rất nhiều các thành phần. Ví dụ các quý vị có thể thấy ở dưới đây, đó là Smart Metropolitan, đó là những cái vùng rất là lớn, những cái đô thị rất là lớn. Nó là Smart City, nó là Smart Township, là những cái khu đô thị nhỏ, ví dụ như là hàng trăm hecta, như Sibutra, như Phú Mỹ Hưng, như là Vinhome, Smart City, v.v. Và thậm chí nó có thành phần rất đặc thù như cảng thông minh, Smart Port. Và bên cạnh đó nó không chỉ là thành phố đô thị mà nó có cả Smart Village, những cái nông thôn thông minh, những cái làng thông minh, nó đan xen vào trong các khu đô thị. Ví dụ như Hà Nội của chúng ta, một cái đô thị trên 3.000 km2 đang xen giữa các đô thị vệ tinh, đó là các cái khu làng quen, các cái cánh đồng. Thì vậy những cái khu vực đấy nó sẽ tồn tại song hành với đô thị thông minh như thế nào, thì người ta đã đưa ra những cái mô hình như là Smart Village ở rất nhiều các viện ở trên thế giới, người ta đã đưa ra mô hình này. Thế thì bốn cái chuyển đổi số này nó được dẫn dắt bởi các cái lãnh đạo, các cái tổ chức hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như chuyển đổi số của chính phủ, chính quyền được dẫn dắt bởi chính phủ và chính quyền trung ương và địa phương. Cái chuyển đổi số của công dân, cộng đồng, xã hội vân vân để xây dựng xã hội số được dẫn dắt bởi cộng đồng, bởi mỗi người dân cũng như là các cái tổ chức khác nhau. Cái chuyển đổi số của các công ty tập đoàn EDX cũng như là IDX của các ngành được dẫn dắt bởi chính doanh nghiệp, các hội rồi cả các cái lãnh đạo ngành, ví dụ như các cái bộ. Tuy nhiên cái URDX chúng tôi đặt cái tên là Urban Regional Digital Transformation ấy. URDX được dẫn dắt bởi rất nhiều bên, được dẫn dắt bởi cả chính quyền, chính phủ, được dẫn dắt bởi cả các cái viện, các cái trường, được dẫn dắt tham gia bởi các doanh nghiệp và thậm chí sự tham gia của người dân ở tầm vóc cả của đô thị, của cả một cái network cũng như là cả toàn cầu. Thế thì chúng ta có gì? Chúng ta có rất nhiều cái điều kiện thuận lợi ở Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội. Chúng ta đã từ những năm 2015, 2014, 2015, chúng ta đã nói về chính phủ kiến tạo. Chúng ta đã nói về các ngành công nghiệp lần thứ tư. Và gần đây, Covid xảy ra, chúng ta bắt đầu thấy được rất nhiều vấn đề và chúng ta đang chuẩn bị cho bình thường mới, một cái new normal.
Và gần đây rất nhiều các cái hiện tượng, những cái địa chính trị xảy ra trên thế giới, nó đã tạo ra một cái thời kỳ VUCA mới. Chúng ta nghe đến cái thời kỳ VUCA rất là nhiều. VUCA nó là một cái khái niệm được đưa ra vào năm 1991, khi mà chiến tranh lạnh kết thúc, và người ta gọi cái thời kỳ hiện tại đó là một cái new VUCA. Thì nó tạo ra rất nhiều các cơ hội cho Việt Nam, cho Hà Nội để làm sao phát triển lên thành một cái tầm vóc mới. Thế thì cái tầng ở thứ hai đó là từ cái luật quy hoạch mới 2017 chúng ta đã đưa ra và đang thực hiện, nó tạo ra một cái sức ép, một cái áp lực cho rất nhiều cái đô thị thực hiện cái quy hoạch, xây dựng cái quy hoạch này, làm sao tích hợp rất nhiều cái quy hoạch khác nhau và tích hợp rất nhiều cái dự án mang tính chiến lược như là xây dựng đô thị thông minh và bền vững, vân vân, rất nhiều các dự án khác nhau ở trong này. Bên cạnh đó, chúng ta lại được đặt ra rất nhiều các thách thức và các mục tiêu mới như Net Zero, như là cái mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu. Thế thì làm sao ta kết hợp những cái này lại với nhau, đặt ra một bài toán, và gần đây rất nhiều các hội nghị hội thảo và các văn bản bắt đầu đề cập đến một cái từ mới đó, chuyển đổi xanh, và kết hợp chuyển đổi xanh với chuyển đổi số hay gọi là chuyển đổi kép. Thì lãnh đạo của Hà Nội phát biểu ban đầu cũng như là rất nhiều các chuyên gia cũng đã nói đến cái khái niệm chúng ta làm sao tích hợp được hai cái này lại với nhau. Vậy những cái văn bản, những cái chỉ đạo, những cái chủ trương của xây dựng đô thị thông minh cũng như chuyển đổi số ở Việt Nam đã diễn ra như nào? Chúng ta có thể thấy nó có hai cái dòng. Dòng ở phía trên đó là một loạt các cái thời kỳ chúng ta tham gia vào các cái làn sóng như tin học hóa, chính phủ điện tử, rồi chính phủ số, rồi là đô thị thông minh ở trên thế giới đứng ở góc độ ICD. Nhưng ở phía dưới chúng ta thấy một loạt các cái quyết định của chính phủ, đặc biệt là cái quyết định số 950 của chính phủ khi đưa ngành xây dựng và ngành công nghệ thông tin lại với nhau trong một bài toán xây dựng đô thị thông minh bền vững. Thì đấy tôi phải nói là một cái quyết định rất là quan trọng để làm sao ngày hôm nay ở trong cái khán phòng này của hội nghị Asia Việt Nam Smart City Summit ấy, chúng ta không chỉ có những cái nhà lãnh đạo, những chuyên gia, những nhà hoạch định của giới công nghệ thông tin, của chính quyền, chính phủ, mà ngay cả giới quy hoạch đô thị xây dựng cũng tham gia vào trong ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ thấy ở cái bức tranh ở bên trên trái ấy, đó là cái nhìn của Bộ Xây dựng. Cái nhìn của Bộ Xây dựng ấy, là để xây dựng một cái cơ sở, một cái đô thị thông minh, chúng ta phải bắt đầu từ quy hoạch. Và từ đó cái công việc từ quy hoạch đô thị thông minh cho đến xây dựng đô thị thông minh, và từ đó có thể vận hành được đô thị thông minh, tất cả đều phải dựa trên dữ liệu. Và như tiến sĩ Quang có nói, cái dữ liệu này nó không thể được hình thành ngay tức thì, ngay trong một dự án, mà trong tất cả quá trình từ quy hoạch, xây dựng và vận hành, dữ liệu được sinh ra. Và chúng ta cần có một cái nền tảng để làm sao đưa những cái dữ liệu đấy vào và khai thác những dữ liệu đó. Đấy là cái bí quyết cũng như là cái khó khăn lớn nhất của xây dựng đô thị thông minh. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn vào cái sự phát triển đô thị thông minh trên thế giới cũng như là cái đặc thù của Hà Nội, chúng ta thấy không thể có một cái bài toán mẫu cho Hà Nội được. Vì chúng ta nhìn vào trong cái phân cấp các loại thành phố, ví dụ ở Việt Nam chúng ta có thành phố đặc biệt, thành phố cấp 1, cấp 2, cấp 3, vân vân, đó là một cách phân chia. Ở trên thế giới người ta phân ra nhiều cái thang khác nhau. Như tôi lấy ví dụ một cái thang ở trên đây, ví dụ như Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang ở cái tiếp cận với class A, đó là mega city, đó là những cái đô thị có khoảng trên 10 triệu dân, và nó đang xen giữa rất nhiều các cái thành phố vệ tinh, thành phố ở trong thành phố và các khu vực khác nhau, có khu vực nông thôn, khu vực cái thảm thiên nhiên vân vân, được đan xen vào trong một cái diện tích trên 3.000 km². Vậy thì cái mô hình cho Hà Nội nó không thể nào mang một mô hình như thành phố ví dụ như Barcelona được. Barcelona là một thành phố nhỏ hơn rất là nhiều, hoặc là rất nhiều thành phố thông minh trên thế giới rất thành công đấy, rất là hào nhoáng đấy, rất là nổi tiếng đấy, nhưng mà cái size cỡ của thành phố nó chỉ khoảng trên 1 triệu dân thôi, tức là cái cỡ khoảng class C hoặc là class D. Thì chúng ta cần phải tìm ra được một cái mô hình nó phù hợp với Hà Nội, đặc biệt là trong cái tiếp cận về cái boundary, cái biên giới như thế nào cho cái dự án quy hoạch cũng như là xây dựng thành phố Hà Nội thông minh và bền vững ấy. Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta trong cái mảng xanh ở giữa, những bài toán, những cái trụ cột phát triển của Hà Nội về cả xã hội cũng như kinh tế. Sau đó chúng ta phải kết nối với cái boundary tiếp đó là với những thành phố khác,
ở trong một cái region hoặc một vùng, ví dụ vùng kinh tế sông Hồng chẳng hạn. Sau đó chúng ta lại vượt qua đó một cái vòng vành đai thứ ba, đó là kết nối với các đô thị ở trên thế giới cũng như nền kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là những cái bài toán quy hoạch vượt ra ngoài cả biên giới của quy hoạch Hà Nội. Và lấy Barcelona là một ví dụ, cái cách người ta đặt ra lộ trình. Thì ví dụ đây là cái lộ trình phát triển Barcelona là một cái đô thị thông minh ấy. Thì hiện tại họ đang nói đến Barcelona 5.0. Cái 4.0 nó cỡ khoảng vào năm cái 4.0 ấy nó khoảng 2004. Một thời gian cũng khá lâu ở trước đây. Cái con số 5.0 này là một cái thú vị mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cái khái niệm có liên quan đến cái 5.0 này. Một mặt khác, quy hoạch. Cái tổ chức quy hoạch ở Việt Nam, chúng ta có rất nhiều các tầng quy hoạch khác nhau, từ hệ thống quy hoạch quốc gia cho đến quy hoạch ngành, quy hoạch vùng vân vân. Đấy là những cái văn bản, những cái quy định, cái hành lang, cái trụ cột cho rất nhiều cái phát triển ở Việt Nam. Từ đó chúng ta đi vào các cái chủ đề mang tính chất quan trọng. Ví dụ như đây là chủ đề về cái hạ tầng cốt yếu, trọng yếu của quốc gia như các khu vực đô thị. Sau đó chúng ta đi vào trong từng thành phố một thì chúng ta sẽ có một cái bức tranh về Smart City, về cái đô thị thông minh của từng thành phố đấy. Thì đấy là một cái quá trình ánh xạ cũng như alignment nó khá là phức tạp trong cả bức tranh tổng thể và một số chuyên gia đã trình bày ở trong cái slide trước. Thế thì trong cái quá trình chúng ta hoạch định, planning, quy hoạch cũng như xây dựng và vận hành đấy, nó sinh ra rất nhiều dữ liệu và chúng ta phải làm từ bây giờ, chúng ta không thể nào chờ được. Và cái dữ liệu này chúng ta cần phải có một cái hình dung nó rộng hơn. Cái dữ liệu này nó không chỉ bao gồm những dữ liệu ở trong quá trình điều hành của chính phủ như là chính quyền nữa, mà nó bao gồm cái government data ở phía giữa, các anh chị có thể, các quý vị có thể thấy. Bên cạnh đó nó có cả dữ liệu của doanh nghiệp, enterprise data, và vòng bên ngoài của enterprise data đó là dữ liệu của ngành, industry data. Rồi bên cạnh đó chúng ta lại có social data, dữ liệu của xã hội. Ví dụ tiến sĩ Quang cũng nói đến cái việc đô thị có một thành phần của nó, có xã hội. Cái xã hội để hoạt động ngày càng phát sinh ra rất nhiều dữ liệu. Thì trong cái social data đấy là có personal data và citizen data. Và có một cái dữ liệu khá thú vị, đó là dữ liệu của đô thị city hoặc là province data, của dữ liệu của những cái hệ thống tự nhiên, của những hệ thống nhân tạo của con người và rất nhiều các hệ thống khác ở trong đô thị. Nó sinh ra một lượng dữ liệu khổng lồ và từ trên đó chúng ta khai thác nó như thế nào. Thế thì chúng ta có rất nhiều các cái công nghệ mới như Big Data vân vân. Và một cái công nghệ hiện tại đang là một cái chìa khóa để chúng ta giải dần cái bài toán đó là công nghệ AI. Và từ công nghệ AI đấy chúng ta sẽ khai thác nó ra thành những cái giá trị và những cái dịch vụ ở những cái lĩnh vực khác nhau. Bây giờ tôi xin đưa ra một cái hình ảnh này để chúng ta hình dung lại. Bây giờ cái dịch vụ hay cái sản phẩm của đô thị nó sẽ như thế nào? Thì đây là bức tranh của Harvard Business School. Trước đây chúng ta có một cái sản phẩm. Lấy ví dụ đây là trên này như một cái đôi giày Nike chẳng hạn. Chúng ta sẽ có cái phần cứng, những cái nguyên vật liệu để tạo ra đôi giày. Mà những cái nguyên vật liệu này nó không có phần phần điện tử, nó không các phần thành phần như số ở bên trong. Nhưng sau một thời gian phát triển ấy, cái công nghệ phát triển người ta đã đầu tích hợp rất nhiều các cái thành phần điện tử và số vào trong cái phần gọi là cái phần hardware của sản phẩm. Và nó biến thành cái phần gọi là electronic và digital, và trong đó nó có phần software. Thế khi cái sản phẩm nó có cả phần hardware và phần software đấy, nó có cái nhu cầu, một cái cơ hội là kết nối, thì nó đi qua một cái network để kết nối. Thì vậy kết nối với cái gì? Thì chúng ta sẽ có ở phần ở phía trên. Trước hết nó có cái product data, cái dữ liệu của sản phẩm. Sau đó ở trên đó nó sẽ có một cái nền tảng application platform để biến cái dữ liệu đấy trở thành giá trị, trở thành dịch vụ. Và phía trên để phân tích được cái này thì nó sẽ có các cái engine, nó có các cái bộ máy để phân tích các cái dữ liệu này ra. Và phía trên nữa nó sẽ là cái phần những ứng dụng có thể sử dụng đến người cùng. Thế để tăng cái giá trị của dữ liệu này ấy, thì nó có thể kết nối bên ngoài với những cái dữ liệu phía bên ngoài, external. Thế thì bây giờ đấy là một cái đôi giày Nike, nó mang lại cái dữ liệu như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta hình dung một căn hộ. Nếu chúng ta làm được việc như vậy, nó sẽ trở thành căn hộ thông minh, nó sẽ mang lại rất nhiều. Nếu chúng ta kết nối được căn hộ này với một đô thị thông minh thì nó mang lại rất nhiều cái giá trị. Thì đấy là chúng ta hình dung lại một cái object, một cái hiện vật ở trong một đô thị. Bây giờ chúng ta sẽ cơ hội hình thành lại cái stack của nó.
cái technology stack. Thế thì bây giờ cái cách chúng ta xây dựng một đô thị nó không còn là cái phần physics ở phía bên tay trái nữa, mà chúng ta từ cái physics của nó, chúng ta thiết kế lên một cái new access ở trên một cái thế giới, một cái digital twins của một cái đô thị, và sau đó chúng ta xây dựng. Thì khi chúng ta xây dựng, nó sẽ là sự kết hợp của cả phần vật lý và digital lại với nhau, và khi chúng ta vận hành, nó sẽ là vận hành chung của blockchain tổng thể như thế này. Thế thì ở trên các cái lĩnh vực về nghiên cứu, người ta đã đưa ra một cái khái niệm mới, đó là đô thị thông minh thế hệ thứ 5. Thế thì chúng ta trước đây, những năm 2011, 2012, chúng ta nói đến cái generation 3. Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu tích hợp các hệ thống lại với nhau, đến cái generation 4 là chúng ta bắt đầu đưa bài toán quy hoạch vào trong tích hợp với phát triển và xây dựng đô thị thông minh. Cái đến generation 5 là không những là hỗ trợ nữa, mà nó thậm chí nó đưa ra cả cái phương án để làm sao quy hoạch cũng như là thực hiện xây dựng được cái đô thị thông minh tốt hơn. Và cái công nghệ mấu chốt ở trong cái generation 5 đó là AI. Bên cạnh đó, một cái việc là chúng ta cần phải làm, đó là cái cách quy hoạch tích hợp, tức là tích hợp. Thay vì chúng ta làm từng bước một như trong các quy hoạch bình thường, thì chúng ta làm một mô hình nó gọi là Integrated Planning Process, một quá trình tích hợp, một quá trình quy hoạch mang tính chất tích hợp. Và nhờ như vậy nó mang rất nhiều lại hiệu quả khác nhau. Và công nghệ bây giờ không chỉ là vị công nghệ nữa, mà với công nghệ phải cần vị nhân sinh. Từ những cái mục tiêu phát triển của đô thị, chúng ta đưa đến những cái action plan, và từ đó chúng ta lựa chọn ra những công nghệ nào để có thể áp dụng cho các cái quá trình này. Và cái quá trình về quy hoạch tích hợp ấy, nó cần thực hiện theo cái mô hình 4P hoặc 5P, tức là huy động toàn bộ từ public, private, cũng như là cả doanh nghiệp, cũng như là cả các trường viện, và thậm chí cả công dân. Ví dụ các quý vị có thể thấy một cái ví dụ ở trên đây ấy, đây là một tại một đô thị ở châu Âu. Người dân người ta có thể đến tham gia vào con quá trình hình thành các cái vision, cái tầm nhìn về dịch vụ cho đô thị của chính họ sống ở trong đó như thế nào. Và các bên có thể tham gia vào một cái hội đồng về quy hoạch đô thị thông minh cho một thành phố người ta triển khai và vận hành như thế nào. Và cái để tôi biết là bây giờ có, tôi xin được xin khoảng 2 phút nữa. Thì các quý vị đã đặt ra câu hỏi, thế vậy công cụ để làm cái việc này nó là gì? Thì tôi xin giới thiệu thêm một số công cụ mà tính chất nó hơi futuristic một chút xíu. Thì chúng ta đã nói rất nhiều về cái khái niệm là CAD, CAM, vân vân. Thì những năm khoảng 2005 ấy, thì người ta đã bắt đầu đưa ra một khái niệm là City Information Modeling. Tức làm sao chúng ta mô hình hóa được hệ thống thông tin của đô thị. Thì thời điểm đó, người ta đã kết hợp công nghệ CAD và GIS lại với nhau. Và đến những cái năm khoảng 2010 ấy, và 2012 ấy, thì người ta đã kết hợp với cả BIM, tức là CAD, BIM và GIS lại, để làm sao có thể mô hình hóa lên cái mô hình gọi là CIM, City Information Modeling. Và gần đây, đến khoảng 2018 trở đi ấy, thì để cung cấp thêm cái nguồn dữ liệu cho cái mô hình CIM này ấy, thì người ta đã kết hợp thêm cả IoT. Thì cái thế hệ, cái evolution của CIM hiện tại nó đang ở CIM 3.0. Nó đang cần một yếu tố, đó là AI tham gia vào để làm sao có thể giúp được khai thác cái lượng dữ liệu rất là lớn mà được sinh ra bởi rất nhiều các cái công nghệ, ví dụ như là IoT vân vân ở đây. Và sau đó chúng ta có thể khai thác nó trong quá trình quy hoạch, xây dựng cũng như là vận hành đô thị thông minh. Thế thì từ những cái việc này chúng ta có thể tạo ra được một cái thế giới hoàn hảo như chúng ta mong đợi ở trong các cái dự án, những cái bài viết của dự án thông minh. Thế để đồng hành cùng với Hà Nội cũng như là các tỉnh thành ở Việt Nam cũng như là Việt Nam trong sự phát triển này, thì FPT đã đầu tư rất là mạnh vào phát triển AI. Từ những cái Consumer AI, Enterprise AI, Industrial AI như là Data AI ấy, thì FPT đã đưa ra một loạt các cái phiên bản, các cái ứng dụng khác nhau, đặc biệt là cái phần về BI cho doanh nghiệp cũng như là cái FPT AI cho rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Và gần đây chúng tôi đã đưa ra cái FPT Gen AI để phục vụ cho chính thị trường Việt Nam, ứng dụng cái Generative AI đang phát triển thế giới. Và chúng tôi đã xây dựng cái AI Campus ở Quy Nhơn, sẵn sàng cho khoảng 10.000 người làm việc ở đấy, để làm sao chúng ta có chuẩn bị được cái nguồn nhân lực cho AI sẵn sàng cho sự phát triển.
Và một lần nữa, FPT rất là mong muốn được cùng Hà Nội, cùng với Việt Nam, cùng rất nhiều thành phố khác ở Việt Nam, chúng ta chớp được cái thời cơ nghìn năm có một này để làm sao đưa Việt Nam, đưa các đô thị Việt Nam trở thành những cái global smart and sustainable city, để từ đó chúng ta có thể đưa được kinh tế cũng như xã hội của Việt Nam phát triển lên tầm cao mới. Thay mặt tập đoàn FPT, tôi xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn.